Người cha vĩ đại. Ikkyu ơi, đã 4 ngày trôi qua rồi, con ngủ lâu quá. Xin con hãy tỉnh lại đi. Bác sĩ ơi, sao Ikkyu nhà tôi mãi không thấy cháu tỉnh lại? Bây giờ anh cứ ra ngoài đợi, chúng tôi sẽ khám lại xem tình hình cháu thế nào. Bác sĩ ơi, tình hình Ikkyu thế nào ạ? Lúc nãy cháu đã mở mắt rồi, nhưng vẫn chưa có ý thức. Trường hợp của Ikkyu, cháu có thể thoát khỏi bàn tay tử thần là một kỳ tích rồi. Não bộ của cháu bị thiếu không khí trong một khoảng thời gian dài, gây tổn thương nghiêm trọng, nhiều khả năng sẽ phải sống cuộc sống thực vật. Anh nên chuẩn bị tâm lý. Trời ơi! Thật sự, có cách nào để giúp cháu phục hồi không thưa bác sĩ? Ông hãy cứu Ikkyu tội nghiệp với. Thật ra có cách, nhưng không còn nhiều hy vọng lắm. Đó là anh hãy thường xuyên gợi nhớ những kỷ niệm giữa anh và cháu. Kể những việc mà hai bố con anh đã cùng nhau làm. Đó là phương thuốc hữu hiệu nhất đối với Ikkyu bây giờ. Những kỷ niệm ư? Ikkyu, con vẫn giận bố đấy à? Lần sau bố sẽ đến đón con sớm hơn. Con đừng giận bố nữa nhé. Bố toàn đến đón con muộn nhất lớp. Lần nào bố cũng chỉ nói thế thôi. Thế bố phải làm gì để Ikkyu hết giận bố bây giờ? Ikkyu nói xem, bố có thể làm gì nào? Thật hả bố? Con muốn bố làm gì cũng được ạ. Ừ, nhưng phải xem Ikkyu muốn gì đã chứ. Bố ơi, cuối tuần này lớp con đi dã ngoại. Cô giáo bảo phải có người lớn đi cùng. Bố đi cùng con nhé. Cuối tuần này, cuối tuần bố có cuộc họp rất quan trọng không thể bỏ được. Để bố bảo bà nội đi cùng con, được không? Nhưng mà con muốn bố đi cùng con cơ. Bố toàn nói dối. Bố ơi, hôm nay trên lớp cô giáo dạy con viết thiệp. Con đã viết thiệp chúc mừng cho bố đấy. Bố xem này. Ừ, con cứ để đấy. Tí nữa xong việc rồi bố xem. Ikkyu, bố thật sự xin lỗi. Vì bố luôn luôn bận rộn, không quan tâm đến con. Giờ nhìn lại, kỷ niệm chung giữa hai bố con không có. Bố toàn làm tổn thương con. Bác sĩ, ngoài cách gợi nhớ kỷ niệm, còn cách nào nữa không ạ? Còn cách nữa, nhưng chưa ai từng làm cả. Đó là kích thích, tác động trực tiếp lên cảm xúc của cháu. Cách này tôi e hơi khó. Ikkyu có thể kiên cường sống tiếp như thế là quá tốt rồi. Tôi sẽ cố gắng. Làm sao để tác động lên cảm xúc của Ikkyu bây giờ? Chắc phải làm những điều con thích. Nhưng mình lại không biết con thích gì cả. Mình thật là vô tâm quá mà. Mình sẽ hóa thân thành các nhân vật mà Ikkyu thích. Hoặc nhân vật hài hước. Chắc là con sẽ cười. Ikkyu, con nhìn xem, cô giáo chủ nhiệm đến thăm con này. Thưa cô giáo, tôi muốn hỏi cô chuyện này. Chuyện gì anh cứ tự nhiên hỏi đi ạ. Trước đây tôi vô tâm không để ý. Không biết Ikkyu thích những câu chuyện nào, hoặc những nhân vật hoạt hình nào, cô có thể nói cho tôi biết được không ạ? Chào Ikkyu, mình là Gấu Trúc, đến từ Kung Fu Panda. Ikkyu, hãy mau mau tỉnh lại chơi với mình nhé. Trông anh ta thật kỳ quặc kìa, thật hết trò. Những người mắc bệnh như thằng bé ấy chẳng có ai khỏi được đâu. Bố nó làm trò vô ích thôi. Con giỏi lắm Ikkyu. Có lẽ con chẳng còn nhớ gì cả. Nhưng đã có bố nhớ hết mọi thứ mà con yêu thích. Con hãy cố gắng cùng bố nhé. Anh Tom này, đã một thời gian dài rồi, Ikkyu chỉ dừng lại ở mỉm cười. Anh không thấy nản sao? Hơn nữa, anh cũng thấy ánh mắt mọi người nhìn anh đấy. Không sao cả, chỉ cần có tình yêu thương thôi, những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ cần có thể khiến Ikkyu cười, chỉ cần vẫn còn một tia hy vọng, thì cho dù là việc ngốc nghếch hơn nữa, tôi cũng quyết tâm làm đến cùng. 4 năm đã trôi qua, mặc dù người bố Thum đã hóa thân thành nhiều nhân vật kỳ quặc, nhưng Ikkyu vẫn chưa tỉnh lại. Nhiều người cho rằng đó là hành động ngốc nghếch, nhưng Thum không hề bận tâm, bởi với anh, chỉ cần nhìn thấy khóe môi của Ikkyu cong lên, Thum cảm thấy mình đã đạt được thành tựu vô cùng lớn lao. Nụ cười của con chính là nguồn động lực dồi dào thôi thúc Thum tiếp tục tiến hóa khôn lường.
bê bằng sứ. Ngày nào đi ngang qua đây cậu cũng ngắm nhìn con búp bê bằng sứ kia. Sao cậu không bảo mẹ mua cho? Mẹ tớ không có tiền, cậu biết nhà tớ rất nghèo mà. An ơi, chờ tớ với. An à, con đã ngủ chưa? Con chưa ngủ ạ. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Ôi, con có quà hả mẹ? Ôi, tuyệt quá. Con cảm ơn mẹ. Nhưng đây là một món quà đắt tiền. Mẹ làm gì có tiền? À, sinh nhật của con mà. Nhờ có Giang nói, mẹ mới biết là con thích món quà này từ lâu lắm rồi. Giang đúng là một người bạn rất tốt. Đúng thế mẹ ơi, chúng con chơi với nhau rất thân. Ngày mai nhất định con sẽ khoe con búp bê sứ tuyệt đẹp này với Giang. Bạn ấy chắc chắn sẽ thích lắm. Chắc chắn rồi con yêu à. Ngày mai con hãy mời Giang đến nhà mình chơi. Mẹ sẽ làm bánh đãi hai đứa. He, vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Nó còn đẹp hơn cả khi tớ nhìn ngắm từ bên ngoài cửa hàng. Mẹ tớ đã mua cho tớ, dù nó rất đắt tiền. Ừ, tớ cũng thấy thế. Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu mà mẹ tớ biết tớ thích món này và mua nó cho tớ. Cậu vui là tớ vui rồi. Cậu có muốn chơi một lúc không? Có. Cậu cho tớ cầm chơi một lúc nhé. Cậu cầm cẩn thận đấy nhé. Các con ơi, bánh đã nướng xong rồi. Các con mau ra đây. Vâng ạ. Được ăn bánh rồi, hoan hô. Trời ơi, không. Tớ xin lỗi. Trời ơi. Cậu, tất cả là tại cậu. Cậu thật tồi tệ. Tớ ghét cậu. Tớ xin lỗi. An à, Giang gửi cái này cho con nè. Con không thích. Giang không còn là bạn của con nữa. Chính Giang đã làm vỡ mất con búp bê bằng sứ mà mẹ tặng cho con. An à, con đã nghỉ ốm mấy ngày nay và không gặp Giang ở lớp kể từ khi con búp bê bằng sứ bị vỡ phải không? Vâng ạ. Có chuyện này mẹ phải kể cho con nghe. Chuyện gì vậy ạ? Món quà sinh nhật hôm nọ không phải do mẹ mua cho con mà là do Giang gửi cho mẹ. Mẹ vừa nói sao cơ ạ? Giang, bạn ấy... Giang muốn mẹ giữ kín chuyện đó vì không muốn con nghĩ ngợi nhiều. Giang nghĩ con sẽ hạnh phúc khi đó là món quà từ mẹ hơn là từ cô bé. Nhưng tại sao? Giang sợ con mặc cảm về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mình. Thú thật là mẹ không thể bỏ ra một khoản tiền lớn để mua đồ chơi cho con được. Mẹ phải lo đủ thứ. Mẹ xin lỗi. Con xin lỗi mẹ. Không đâu con à. Nhờ có Giang, mẹ thấy mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để bù đắp cho con. Nhưng Giang vừa chuyển đi cùng gia đình vào sáng nay rồi. Giang vẫn sợ con giận nên không dám đến nói lời từ biệt. Chúng ta mãi là bạn nhé. Con đã trách nhầm Giang. Bạn ấy tốt với con như vậy mà con lại... Giờ con phải làm sao đây? Con hãy viết thư cho Giang. Hãy giữ tình bạn tươi đẹp này với Giang con à. Vâng, chúng con sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Những lời bình phẩm. Năm nay không biết mùa màng có bội thu không, chứ như năm ngoái thì nhà tôi chết đói các ông ạ. Đúng vậy, năm nay mà mất mùa thì nhà tôi chỉ còn nước ra đường ăn xin thôi.
này, các ông có biết chuyện gì về ông Mão mới đến ở làng ta kia chưa? Chuyện gì vậy? Hôm trước, lúc tôi đi chợ chiều, tôi vô tình nhìn thấy ông Mão kia đứng ở quầy bánh bao nhà bà Hạt, đang nhét bánh vào trong túi ông ấy đấy. Thật vậy sao? Thật chứ, tôi nghĩ ông ấy là một tên trộm lành nghề rồi ấy chứ. Hơn nữa, nhìn ông ấy xem, dáng vẻ lù khù, lúc nào cũng lầm lì như thế kia, có nói chuyện gì với ai bao giờ đâu. Đã thế, từ lần ông ta chuyển đến sống ở làng mình, tôi để ý thấy quần áo phơi hay bị mất lắm, nhưng vì không có chứng cứ nên tôi không có nói được. Ông ấy chỉ ít nói thôi, chứ tôi nghĩ ông ấy cũng không đến nỗi xấu tính trộm vặt như thế đâu. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Các ông cứ ngồi đó mà chờ, cái kim trong bọc lâu ngày thế nào cũng lòi ra mà. Ôi, trộm, trộm, nhà tôi có trộm. Cái gì? Trộm à? Ôi, tiền của tôi, tôi phải làm sao đi? Bẩm quan, xin quan minh xét giùm con mới đi chợ về, vừa mở cửa ra thì thấy đồ đạc bị đảo lộn như vậy. Con vội vào buồng á thì phát hiện tiền để trong ngăn tủ đã bị mất hết. Từ giờ con biết sống sao đi? Này chị có thấy ai khả nghi lảng vảng quanh nhà chị không? Con ở trong nhà suốt, ít khi ra ngoài nên cũng không có để ý. Đây, tôi đã nói mà hai ông không có tin. Tôi cam đoan vụ này là do ông Mão nhà cuối làng mà. Cái gì? Ông Mão ư? Nhưng... Này nha, chính mắt tôi nhìn thấy ông ấy ăn cắp vặt. Hơn nữa, mấy hôm nay ông ấy cứ lảng vảng khắp nơi. Có khi để dò xét xem nhà ai sơ hở gì là ông ấy lấy trộm ấy chứ. Lần nào đi ra ngoài, ông ấy cũng vác theo cái túi vải, chắc chắn là để đồ trộm cắp vào rồi. Ông ấy, chính ông ấy là cái trộm đấy. Này, ông kia, những lời ông nói có thật không đó? Ừ, dạ, đúng là như vậy thưa quan. Người đâu, cho triệu ông Mão vào công đường. Thưa quan, như tôi đã nói, vào lúc nhà cô Bân bị trộm, tôi đang đi bới khoai ngoài đồng cùng với ông Dậu. Không tin, quan cứ hỏi ông Dậu đang đứng ngoài kia xem. Dạ bẩm quan, đúng là như vậy ạ. À? Đúng rồi, tôi đi cày cũng thấy ông ta ở đó suốt buổi. Ừ, tôi cũng thấy mà. Tôi có làm gì đâu mà ông đi nói với mọi người là tôi là kẻ trộm chứ. Thì đúng là như vậy mà. Trật tự, ông Dần, theo như ta điều tra, ta đã có cơ sở để khẳng định ông Mão đây không phải là kẻ trộm đồ của nhà cô Bân. Ông ấy đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng. Hơn nữa, cái túi vải mà ông ấy hay mang là đựng khoai ông ấy bới được ở những ruộng khoai đã thu hoạch. Thưa quan, ông Dần đây đã vu khống, nói xấu tôi khắp làng. Tôi muốn kiện ông ta, xin quan hãy đòi lại công bằng cho tôi. Cái gì? Kiện tôi sao? Tôi có làm gì đâu mà kiện tôi chứ. Ông đi nói với tất cả mọi người trong làng, tôi là kẻ trộm, làm ai cũng xa lánh tôi. Đó không phải là tội vu khống thì là gì? Đó chỉ là những suy đoán của tôi thôi. Đã làm tổn hại đến ông chưa? Ông có bị sao đâu? Trật tự, công đường không phải là nơi để cãi nhau. Trước mắt ta sẽ tiếp nhận đơn kiện của ông Mão. Tuy nhiên, giờ ta có vụ án gấp, cần phải đi. Hai ông cứ về nhà, ngày mai hãy tới gặp ta. Còn riêng với ông Dần, giờ ta có việc giao cho ông đây. Ông hãy viết tất cả những gì ông đã nói về người hàng xóm của mình vào tờ giấy này. Cắt tờ giấy đó ra làm nhiều mảnh nhỏ. Trên đường đi về, thi thoảng ông hãy lấy một ít ra và rải khắp lối về. Ngày mai, hai ông sẽ gặp lại ta tại công đường này. Viết tất cả ư? Sao tự dưng quan lại bảo mình làm vậy nhỉ? Sao rồi, qua một đêm suy nghĩ, ông Mão vẫn quyết định kiện ông Dần ư? Đúng vậy, tôi vẫn sẽ kiện ông ấy đến cùng. Được rồi, còn ông Dần, ngày hôm qua, ông có làm như ta yêu cầu không? Dạ tất nhiên rồi thưa quan. Tốt, vậy trước khi đưa ra phán xử, ta muốn ông đi nhặt lại những mảnh giấy vụn mà ông đã ném đi ngày hôm qua về đây. Cái gì? Bẩm quan, tôi không thể. Những mảnh giấy ấy bay khắp nơi, tôi không biết phải nhặt chúng ở đâu cho hết được. Thật không thể nhặt lại được à? Thật vậy thưa quan, chúng theo gió bay đi rồi, làm sao tôi có thể nhặt lại được chứ? Đúng, theo gió bay đi rồi, không thể lấy lại được nữa. Điều này giống như những lời bình phẩm đánh giá sai của ông về ông Mão, có thể làm tổn hại đến danh dự của ông ấy mà không có gì có thể lấy lại được. Dạ. Nếu ông không thể nói được những điều gì tốt đẹp về ai đó, thì tốt nhất là không nên nói gì cả.
Ông có biết rằng xì xào và phỏng đoán nói xấu người khác còn tệ hơn là ăn trộm, vì nó đánh cắp của người khác danh dự, danh tiếng và lòng tự trọng của người khác không? Còn ông Mão cũng chỉ vì tính ông ít nói, ít giao du với mọi người, dễ khiến người khác hiểu lầm rồi phỏng đoán này nọ. Ta nghĩ ngoài ông Dần thì ông cũng cần phải thay đổi, nên sống gần gũi và thân thiện hơn nữa với mọi người. Lúc đó, mọi người sẽ hiểu về con người ông thôi. Bẩm quan, tôi hiểu rồi. Tôi xin được rút lại đơn kiện. Dù sao thì ông Mão cũng hiểu ra và hối lỗi rồi. Cảm ơn ông. Nhẫn cưới. Đã thống nhất là 2 năm nữa cưới, bây giờ anh lại đổi ý là sao? Tại bố mẹ dục quá, đằng nào cũng cưới mà em, sớm chút cũng có sao đâu. Anh nói thế mà được hả? Em vẫn là ca sĩ vô danh, phải phấn đấu nhiều, chồng con vào rồi thì đâu còn thời gian nữa. Em đồng ý cưới thì muốn thế nào anh cũng chịu. Em cứ tự do theo đuổi con đường âm nhạc, anh hứa sẽ không can thiệp, cấm cản gì hết. Dễ lắm đấy, còn bao nhiêu là trách nhiệm nữa. Bạn em bảo lấy chồng là đeo gông vào cổ đấy. Gông à? Nhắm mắt vào, anh có cái này cho em đây. Ôi, nhẫn đẹp quá. Không phải nhẫn đâu, em đã đeo gông vào rồi đấy. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, ca sĩ vô danh thôi mà bận biểu thế à? Chính vì vô danh nên con mới cần phấn đấu để nổi danh. Chuyện khó vậy làm sao đi? Lo sinh con cho ba mẹ ẵm cháu đi kìa. Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải chuyên tâm mà chăm sóc gia đình chứ con. Chỉ tại mày thôi đấy, cái thứ gông cùm này. Anh xem, mẹ ngày nào cũng càm ràm việc em về muộn, rồi cứ dục giả chuyện con cái. Biết vậy, em đã chẳng đám cưới. Chắc tại mẹ mong có cháu quá thôi mà. Mẹ cũng lo em về muộn, ảnh hưởng sức khỏe, chứ không có ý gì đâu em. Công việc của em nó vậy rồi, cứ tối mới có nhiều show diễn. Đâu phải tại em muốn về muộn. Trước khi cưới, anh đã hứa những gì, anh nhớ không? Có chứ, anh biết đã thiệt thòi cho em. Nhưng chúng mình đã cùng nhau đeo nhẫn cưới, chịu khó vì nhau một chút em nhé. Thà cho anh đấy, ai bảo em yêu anh. Đeo gông của anh mất rồi. Alo. Vậy sao? À, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Vi, em lên mạng xem chưa? Em xem bài hát của em nó rần rần chưa kìa. Hả? Tài ơi Tài, em nổi tiếng rồi. Bài hát của em triệu view sau một đêm rồi Tài ơi. Bình tĩnh, hạ cánh đi má. Tới phòng thu ngay nhé. Cô đã có chồng sao Lan Vi? Vâng. Cô còn trẻ, dòng nhạc cô theo đuổi cũng hướng tới đối tượng tin. Vâng, đúng rồi. Thế thì sao ạ? Cô có thấy ca sĩ thần tượng nào đã có chồng mà được hâm mộ không? Tôi... không. Cô hãy lựa chọn đi. Ý ông là tôi phải bỏ chồng sao? Cô cưới lâu chưa? Đám cưới tổ chức có rầm rộ không? Dạ không. Đám cưới chỉ trong nội bộ gia đình, chúng tôi vẫn chưa xong thủ tục đăng ký. Thế thì được. Nhớ rằng không bao giờ thừa nhận mình đã có chồng. Và vứt cái nhẫn kia đi nếu cô còn muốn nổi tiếng. Vâng. Trên mạng đang lan truyền rất nhiều thông tin và hình ảnh về việc cô đã lấy chồng. Cô thấy sao về việc này? Tại sao trước đây cô luôn nói rằng mình chưa từng yêu ai? Cô làm thế nào mà để lộ hết thông tin về đám cưới của mình thế hả? Tôi cũng không rõ nữa. Không xử lý được vụ này, sự việc của cô sẽ tiêu luôn. Ngày mai họp báo, cô liệu mà diễn cho tốt. Về dặn dò gia đình kỹ càng đi, không chừng nội gián ngay bên cạnh.
anh là người đã tiết lộ thông tin, làm khán giả họ nói tôi không ra gì trên mạng phải không? Anh và mẹ anh lúc nào cũng muốn tôi giải nghệ, về sinh con cho anh, rồi ôm lấy xó bếp này. Không phải vậy đâu, Vi ơi. Anh không bao giờ lại làm tổn thương em như thế. Hết rồi, sự nghiệp của tôi, mơ ước của tôi tiêu rồi. Tất cả là tại anh, tại cái đồ gông cùm chết tiệt này. Em đang nóng giận, khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Tập đoàn công nghệ Hi-Tech. Cô Lan Vi, hôm nay cô sẽ có câu trả lời chính thức cho báo giới và khán giả chứ? Đúng rồi, sao cứ im lặng hoài vậy? Tôi... thật ra... chiếc nhẫn cưới này là câu trả lời của tôi. Ồ! Rất xin lỗi mọi người, tất cả những thông tin trên mạng đều là sự thật. Ngày hôm qua, tôi còn có ý định che giấu, nhưng tôi đã phát hiện ra chồng tôi đã âm thầm từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, tại một tập đoàn lớn mà anh ấy vẫn mơ ước, chỉ vì không muốn xa tôi. Vậy mà tôi đã quá ích kỷ. Một lần nữa, tôi xin lỗi tất cả mọi người, những khán giả đã yêu mến tôi. Đối với tôi, không có gì thiêng liêng và quý giá hơn chiếc nhẫn cưới này. Nó không phải gông cùm, nó là tình yêu. Mưa bụi. Bảo ơi, Bảo. Long ư? Này, thầy có ở nhà không? Cha tớ đi vắng rồi. Cậu tìm cha tớ có chuyện gì thế? Cứ nhắn lại với tớ, lát tớ nói lại cho. Tớ. Cậu lại sang nhà tớ vay gạo chứ gì? Tháng này tớ thấy nhà cậu vay suốt thế. Nhà tớ có phải là cái hũ gạo đâu. Cậu nói gì thế? Nhà tớ có phải đi xin ăn đâu. Ba mẹ tớ vẫn hoàn trả lại nhà cậu đàng hoàng mà. Có bao nhiêu nhà, trong nhà cậu không giỏi đi vay chỗ khác. Mẹ tớ nói tháng này nhà cậu vay 7 lần rồi đó. Cậu. Ha, người ta nói đúng còn giận dỗi vô cớ. Ôi, Long, con đi đâu mà vội vàng thế? Dạ, con có chút chuyện ạ. Con chào thầy, con có việc gấp ạ. Long, sao chưa qua nhà thầy lấy gạo? Sao thằng bé còn chưa qua lấy gạo nhỉ? Trời sắp mưa to rồi. Bảo, hôm nay ở trên lớp con có biết nhà Long có chuyện gì không? Sao giờ trò ấy vẫn chưa tới? Lúc chiều cậu ấy có ghé qua, nhưng nghe con nói mấy câu, thế là cậu ấy bỏ về. Hóa ra là như vậy à, con hỏi bạn cái gì vậy? Con chỉ thắc mắc, sao tháng này nhà cậu ấy sang vay nhà mình nhiều thế? Sao con lại nói thế? Long sẽ mặc cảm về hoàn cảnh, rồi bị tổn thương về câu nói ấy của con suốt một thời gian dài đó. Con có biết không? Con thấy chẳng quan trọng đến như thế, con chỉ hỏi đúng sự thật thôi mà. Làm gì mà bạn ấy phải phản ứng thái quá như thế chứ? Bảo, lại đi cha Bảo. Con nhìn kìa. Theo con thì mưa bụi và mưa rào, loại mưa nào sẽ dễ dàng làm ướt quần áo của chúng ta hơn? Thưa cha, đương nhiên là mưa rào rồi. Con nghĩ như vậy hả? Nhưng trong cuộc sống, mưa bụi mới dễ gây ướt quần áo chúng ta hơn đấy. Không đúng thưa cha, mưa rào thì nặng hạt, còn mưa bụi phất nhẹ, vậy thì mưa rào sẽ gây ướt chứ. Thoạt tiên, ai cũng có suy nghĩ như con đấy. Bởi vì một khi trời đổ mưa to, mọi người sẽ nhanh chóng cảnh giác hơn. Người mang theo dù sẽ mở dù lên che mưa, người không mang theo dù sẽ nhanh chóng trú mưa dưới những mái hiên, phải không nào? Nhưng nếu chỉ là mưa bụi, mọi người sẽ khó có cảm giác thấy ướt ngay lập tức. Họ cho rằng chỉ lất vất vài hạt mưa nhỏ không đủ làm ướt quần áo, thế là họ cứ đi trong mưa như thế,
Và cuối cùng mưa cứ thấm dần, rồi cứ để hạt mưa thấm ướt cả quần áo. Trong đối nhân xử thế, lời nói và cử chỉ của chúng ta đều giống như hạt mưa bụi nhỏ bé kia. Nhìn thì rất nhỏ, nhưng nếu không chú ý, không thận trọng cảnh giác sẽ vô ý hay cố ý làm ướt quần áo của người khác. Tổn thương và phương hại người khác cũng là tổn thương chính mình. Vậy con đã làm bạn ấy tủi thân tủi phận khi nói thế rồi. Đúng rồi con, vạn bất đắc dĩ nhà bạn ấy mới nhờ tới sự giúp đỡ của chúng ta. Nhưng không vì thế mà ta có cái quyền đi xúc phạm người khác. Những lời nói tưởng như rất bình thường của con sẽ khiến cho bạn ấy suy nghĩ trong thời gian rất dài. Con hiểu không? Con hiểu rồi. Mai con sẽ đi xin lỗi bạn ấy ạ. Tốt, con nghĩ thế là phải. Long ơi, cậu đến đây làm gì? Tớ đến xin lỗi vì những câu nói ngày hôm trước. Thật sự, tớ không muốn cố ý làm tổn thương hoặc xúc phạm cậu. Tớ vô tư nghĩ đó là những lời nói vô hại, không ngờ lại xúc phạm cậu. Khi nào nhà tớ khó khăn, tớ cũng sẽ sang nhà cậu vay gạo suốt như thế này nhé. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Ừ, bỏ qua cơn mưa bụi vừa rồi đi nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.